77 ở đây nó có cái hóa đơn bán hàng số 86. Ở đây là các chị em nhận định ở đây là bán cái gì đây? Bán thành phẩm. Đúng rồi, bán thành phẩm, thu ngay bằng tiền mặt, đúng không ạ? Và khi mà mình xuất bán thành phẩm ra thì nó phải kiêm phiếu xuất kho. Tại sao nó phải kiêm phiếu xuất kho các chị nhỉ? Thì là mình xuất hàng ở trong kho ra, kho thành phẩm ra. Đúng rồi, thì nó mới xuất thành phẩm ra và từ đó nó mới phản ánh được giá vốn tương ứng. Khi mà xuất bán hàng hóa hay thành phẩm thì phải có kiêm phiếu xuất kho là cái thứ nhất. Và hình thức bán hàng ở đây thu ngay bằng tiền mặt hay chuyển khoản thì lúc đó mình sẽ hạch toán công nợ hoặc là hạch toán tiền mặt. Như vậy ở đây là bán thành phẩm thu ngay bằng tiền mặt, đằng sau có hóa đơn có phiếu thu đi kèm cùng với lại phiếu xuất kho thành phẩm đi kèm, thì lúc này nghiệp vụ phản ánh của nó liên quan đến kế toán nghiệp vụ nợ có thì mình sẽ phản ánh như thế nào ạ? Sẽ là xuất kho thành phẩm bán hàng là nợ tài khoản 632. Vâng. Có tài khoản 155. Vâng. Còn thu tiền thì sẽ là nợ 111. Rồi. Có 511, có 33. Rồi. Trong quá trình mà mình bán thành phẩm hay hàng hóa thì đều phải phản ánh bút toán doanh thu và giá vốn, giống như chị Lam vừa nói. Đấy. Thế thì đối với lại hóa đơn bán ra thu ngay bằng tiền mặt, mình sẽ vào phân hệ nào để hạch toán nhỉ? Bán hàng. Đúng rồi, mình sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Đấy. Và như em vừa lưu ý là mình vừa phản ánh doanh thu vừa phản ánh giá vốn, do đó mình sẽ phải tích vào kiêm phiếu xuất kho này để phần mềm nó tự sinh cho mình một cái phiếu xuất kho, đồng thời nó phản ánh giá vốn luôn. Thì lúc đấy mình không phải mất công vào kho chọn xuất kho nữa, đúng không ạ? Bởi vì ở đây nó tích luôn cho mình, hiển thị luôn phiếu xuất kho rồi. Đấy. Thì tất cả các cái thông tin ở trên chứng từ bán hàng này mình vẫn hạch toán khai báo thông tin như bình thường. Các chị hạch toán cho em cái chứng từ bán hàng đấy để em xem nó thế nào nhé. Chị Nhung nhập hóa đơn bán hàng đi. Chị Lam với Cẩm đang nhập rồi. Hôm nay học 3 vấn đề mới là hóa đơn bán hàng, thuế môn bài, hạch toán khoản vay ngân hàng. Các chị nhớ là để tách được tài khoản 632 thì phải đặt chuột vào đặt con chuột vào 632, sau đó nhấn thêm thì mới thêm được. Thấy nhá. Xong rồi lúc đó sửa 6321, 6322, 6323 tương ứng với lại từng lần. Mỗi lần sửa xong thì nhấn cất là được. Sau đó bây giờ chị quay sang cái chứng từ bán hàng này. Chị vào cái phần bán hàng đây. Đấy, chọn kỳ. Đây, cái chứng từ bán hàng này vừa nãy em tạo thằng 6322 trước đúng không? Thế nên là ở đây tài khoản giá vốn nó tự chuyển sang 6322 cho chị luôn. Đấy, thì chị không phải sửa nữa. Nhưng mà ở đây của chị Lam đang có hai kho nên là chị nên gộp kho vào để sau này nó đỡ bị rối. Thì chị sẽ vào danh mục vật tư hàng hóa, chọn kho để chị gộp nhá. Thành phẩm đây, hẳn nó khai kho nguyên vật liệu luôn đấy. Hai cái dưới là mình lập lên, còn hai cái trên là mặc định không? Đúng rồi, hai cái trên là theo như giáo trình. Thế thì bây giờ chị sửa lại, chị chọn lại kho. Không, chị sửa lại kho ở chỗ này cũng được này. Không, đúng ra chị phải xem cái thằng nhập kho kia chị chọn là cái gì. Đây này, nhập vào cái nhập kho thành phẩm đây. Đây này, chị chọn một kho thành phẩm đây này, kho TP đây này. Kho TP đúng không? Mà cái đầu kỳ của chị này, đầu kỳ nó có dư thành phẩm không ấy nhỉ? Hình như là có nhỉ. Để xem đầu kỳ có dư thành phẩm không. Chị là kho TP đấy. Thế thì bây giờ ở bên danh mục vật tư hàng hóa kho này, chị xóa cái 155 này đi. Em còn đang không biết là mấy cái thành phẩm kia chị khai báo chị chọn là 155 hay là TP. TP hết vì là cái là chị tạo ra. Thế thì xóa nó đi. Vào danh mục vật tư kho này.
Đấy, chọn 155 này, xóa đi. Có phát sinh này này. Nhấn vào chi tiết này, có vật tư admin 01 02 này, này. Chi phí dở dang này chị còn không nhập bên này. 154 có không nhỉ? Có, đồ kỳ. Hương ơi, Hương cho chị hỏi tí. Vâng, nói đi chị. Trong cái phần mềm của chị nó lại đang có cái tài chi huyết cái tài khoản 632 rồi ấy. Chi tiết 632 rồi thì thôi, chị không phải tách nữa. Nhưng mà ở đây nó lại đang có một cái là giá vốn mua thành phẩm. Là sao lại thế? Đây nó đang tách này, 621 là giá vốn hàng hóa này. 632 là giá vốn dịch vụ và số 323 là giá vốn thành phẩm. Cái này là giá vốn thành phẩm. Cái này là dịch vụ chứ. Dịch vụ của chị sửa ngược lại đi. Của chị làm ấy, đây này, cái thằng này chi phí dở dang đồ kỳ đây này. Nó có mà chị chưa nhập này. Đấy nó chỉ là một vấn đề thôi. Thì chắc là hay là lúc đầu chị nhập cái kia là của nó là 155 đấy. Thế cái thử gọi lại cái 154 nè. Không, nó phải phát sinh rồi cơ thì nó mới hiển thị được. Không, loại danh mục chứng từ là vật tư hàng hóa admin 01 admin 02. À rồi em hiểu. Đây đây đây, nó nằm ở đây. Admin 01 đây. Đây chị đang chọn kho, là kho ngầm định là 155 đúng không? Chọn hết về kho thành phẩm này đi. Đấy. Cái này như thế này. Đây, chọn về kho thành phẩm này. Và cái này chọn là 1551 này. Đấy. Thì lúc đấy mình mới vào được danh mục kho này, mình xóa cái này đi. Bởi vì chị để thế này nhiều khi nó bị thừa ấy, nó Mình lại chọn linh tinh. Cái nguyên vật liệu này thì nó lại nhiều. Lại liên quan đến 152 cơ. Thế thử xem nguyên vật liệu này xem nào. Nguyên vật liệu này thì nó có ít thôi. Nó có chứng từ mua hàng này này. Đấy, là chọn sao? Bỏ ghi sửa lại. Sửa lại chọn về kho 152 đi, bởi vì 152 đa số hơn. Đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vật tư nào đây? VTS và VTS 250. Cái hình như là ở tờ khai nhập khẩu ấy. VTS này. Đây. Mình chọn lại kho 152 ở đây. Đấy. VTS 250 này. Rồi, ok. Bây giờ em xóa lại. Xóa cái kho nguyên vật liệu đi. Đấy. Cái này chị mà muốn đồng bộ ấy thì chị sửa cái này thành 155. Tài khoản kho là 1551. Đấy. Thì nó đồng bộ luôn như thế cho chị, được chưa? Rồi bây giờ ở trong cái chứng từ bán hàng kia. Đây, nó sửa về 155 rồi nhá. Giá vốn là 632, 2 là giá vốn thành phẩm. Tài khoản kho là 1551. Đấy. Khi nào mà mình tính kho, tính giá thành thì phần mềm nó sẽ cập nhật đơn giá vốn và tiền vốn. Cái này là đơn giá vốn của thành phẩm bán ra. Còn thống kê thì chị không cần phải thống kê nữa. Đấy, và tự nó sinh ra cho mình một cái phiếu xuất kho ở đây. Thì để mà in được cái phiếu xuất kho này thì chị có thể nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen cạnh chữ in này. Chọn chứng từ chị cần in là phiếu xuất kho. Đúng rồi. Nhấn đồng ý. Thì cái phiếu xuất kho này nó đúng ra ấy, khi mà chị tính giá thành rồi ấy và tính kho rồi thì nó sẽ hiển thị đơn giá thành tiền. Thì chị phải xuất nó ra Excel xong rồi chị xóa đơn giá thành tiền đi thì nó mới thể hiện đúng cái bản chất của phiếu xuất kho. Bởi vì liên quan đến kho thì nó chỉ liên quan đến số lượng chứ nó đâu có liên quan đến số tiền đâu, đúng không? Trừ là cái phiếu nhập kho hàng hóa thì ok, nó liên quan đến số tiền thì còn được. Chứ xuất kho bây giờ chị xuất ra chị biết được là số tiền nó là bao nhiêu đâu mà chị điền đơn giá, đúng không? Mình sẽ xuất cái này ra Excel bằng cách là nhấn vào xuất khẩu này, xuất ra Excel đây. Chị có thể thay tên công ty Việt Hưng thành tên của công ty chị bằng cách là nhấn Ctrl F, điền tên công ty Việt Hưng vào ô Firewall và điền tên công ty chị vào ô Replace With này, nhấn Replace All. Đấy là mình thay tên và địa chỉ tương tự. Đấy. Sau đó mình chỉnh sửa xong tất cả rồi thì mình nhấn Ctrl P ở đây để mình in. Được chưa ạ?